vẻ đẹp độc lạ của học trò Thanh Hằng khi bắt trend cài hoa lên tóc. Được biết, cài hoa lên tóc vốn là cách làm đẹp nổi tiếng của vùng Tuyển Châu Trung Quốc. Sau triệu lấy dĩnh, nhiều nữ diễn viên, các hot girl trên mạng xã hội cũng làm hứng đua chen. Mới đây, Bùi Tường Vân, học trò của siêu mẫu Thanh Hằng trong chương trình truyền hình thực tế The New Mentor, cũng chính thức bước vào đường đua cùng tạo hình cài hoa lên tóc với nhiều phá cách. So với bản gốc, hoa trên tóc của Bùi Tường Vân hoành tráng hơn với phần khung to và đính kết nhiều hoa với các màu sắc khác nhau. Bùi Tường Vân chia sẻ, cô biết đến Trào Lưu khi nhìn thấy bức ảnh cài châm hoa của Triệu Lệ Dĩnh. Vì quá ấn tượng với nhan sắc của ngôi sao hoa ngữ này, nên người đẹp sinh năm 1998 quyết định bắt trend. Cô muốn cùng ekip tạo nên những khoảnh khắc giống với bản gốc nhưng mang theo hơi thở Việt. Đó là lý do người mẫu chọn trang phục khác hơn để vừa thực hiện ý tưởng, vừa tạo nên sự mới mẻ. Khâu đính kết hoa không hề đơn giản khi phải tạo nên sự hài hòa về màu sắc. Sau khi hoàn thành công đoạn này, chiếc mấn đội đầu để hoa nặng đến 8kg. Trong tạo hình khác, bùi tường vân chọn trang phục việt nam màu vàng ánh kim nổi bật đội mấn hoa được làm từ mây che đan